Quê tôi có một triền đê, có dòng sông đáy, có nghề bánh gai. Vâng thưa quý vị, nghề làm bánh gai của người dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đã đi vào thơ ca và còn trở thành một nghề sinh kế với những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm cơ sở của chị Nguyễn Minh Loan để tìm hiểu về cách mà người dân xã Yên Sở đã làm ra món bánh đặc sản nhưng rất dân dã này. Chị Loan ơi, em là Hiền Nhi đến từ Đài Truyền hình Hà Nội. Em được biết bánh gai Yên Sở là một món ăn dân dã được rất nhiều người yêu thích. Và ngày hôm nay đến với cơ sở của chị thì cũng rất muốn được tìm hiểu về cách mà chị làm ra món bánh này. Chị có thể chia sẻ cho em được không ạ? Nói về bánh gai đặc sản của Yên Sở thì đã có từ lâu đời. Và chị đã có mấy câu thơ nói về bánh gai của Yên Sở. Làng nghề truyền thống lâu đời, bánh gai Yên Sở khắp nơi biết về. Ăn rồi chắc sẽ phải mê. Bánh gai Loan Phú tràn trề lời khen. Hay quá. Chị Loan ơi, bánh gai Yên Sở thì có từ bao giờ? Nói chung là bánh gai Yên Sở có từ lâu đời lắm rồi. Chị không biết là có từ bao giờ mà từ ngày bà chị làm. Thì bà chị năm nay mà còn sống thì hàng trăm tuổi rồi. Thế xong rồi đến đời bố mẹ chị và bây giờ đến đời chị thì đã làm được 30 năm nay rồi. Và nhà chị cũng đã khởi nghiệp đi lên từ cái bánh gai này. Em cũng biết đấy, ngay từ đầu là hình ảnh cây dừa luôn in trong tâm trí mỗi người dân Yên Sở các chị. Và hình ảnh chiếc bánh gai thì rất là lâu đời rồi. Nói chung là như là một đặc sản quê hương rất là quý. Đi đâu chơi hay là khách về thế nào là người ta sẽ toàn dùng bánh gai như là một cái đặc sản của quê hương để làm quà biếu người thân. Chị Loan ơi, ở Việt Nam thì có rất nhiều nơi làm bánh gai. Vậy chị có thể cho em biết cái điểm đặc biệt của bánh gai Yên Sở là gì ạ? Không biết có từ bao giờ mà hàng cây dừa luôn yên trong tâm trí người dân Yên Sở các chị. Và mỗi khi Tết đến xuân về là nhà nhà lại chuẩn bị các nguyên liệu và nhất là lá dừa này. Bà con sẽ mua lá dừa này về để bẻ khuôn, cho bánh gai vào trong khuôn và hấp lên để đi biếu, làm quà biếu mọi người. Và đây là đặc thù riêng của Yên Sở, hình ảnh cây dừa gắn với quê hương chị trong bao năm nay. Đây ví dụ như là lá dừa đây thì là mình sẽ bẻ thành cái khuôn và sau đó cho ra ngoài hộp bánh để rồi làm thành một cái vỏ hộp của hộp bánh. Dạ. Rất là đẹp. Đấy, ví dụ đây. Sau đó mình mới đặt bánh nhân với cả vỏ bánh ở bên trong đúng không ạ? Nhân vỏ bánh ở bên trong. Đây là hình thù một cái khuôn đặc trưng riêng của bánh gai Yên Sở mà không đâu có. Giới thiệu với Nhi. Đây là lá gai, sản phẩm chính để chị làm nên một chiếc bánh gai. Lá này chị thu mua của các bà con trong xã để đem về dùng dần. Chị Loan ơi, cái đặc điểm của cái lá gai là gì ạ? Đặc điểm của lá gai của quê hương trồng trên quê hương Yên Sở là lá nếp. Và lúc khi thu hoạch về phơi nó sẽ lá sẽ trắng. Đấy. Thì là sẽ ngon, mùi vị là thơm. Khác với lá các nơi, lá các nơi nó có màu xanh. Như lá gai thì là lá nếp thì nó được nhiều bột và thơm ngon, nó sẽ có hương vị riêng của lá gai Yên Sở. Vậy lá gai mua về đã được phơi khô như thế này thì mình sẽ mang đi sơ chế đúng không ạ? Vậy bước đầu tiên mình sơ chế là gì ạ? Chị sẽ đem đi luộc khoảng độ 4 đến 5 tiếng, xong rồi cho đi rửa sạch và cho vào máy vắt sạch bỏ nước đi rồi đem máy nhỏ. Đây là lá gai đã được đem vào luộc và rửa sạch và bây giờ mình sẽ cho vào máy để vắt. Mình vắt để làm gì ạ chị? Vắt để cho khô nước đi thì là máy nó sẽ nhỏ hơn. Chỗ này mình có thể làm được độ 5 cân gạo. Và bây giờ cho vào vắt khô xong rồi sẽ đem đi xay nhỏ. Nào mình phải đều tay thì mới khô được.
Trước đây mà không có cái máy vắt này thì các cụ các làm như thế vắt nào? Bằng tay. Vắt bằng tay rất là vất vả. Vâng. Bây giờ có máy này thì rất là nhanh và khô hơn. Khô bao nhiêu? Vắt bằng tay đôi khi vẫn không khô kiệt như dùng máy này chị nhỉ? Là gai nếu như mà mình luộc không đủ thời gian thì nó có ảnh hưởng đến chất lượng của bánh không? Là không thì là nó sẽ không được dẻo bánh, không được dai, nên là phải luộc đủ cho cái lá để nó mềm. Đây là chiếc máy để xay nhỏ lá, ta sẽ làm cho lá nhỏ để rồi trộn càng nhỏ thì bánh sẽ càng ngon và dẻo dai. À thế ạ, vâng. Thế bây giờ chị xay thử cho em xem nhé. Đây là bột lá và mình đã xay được thành phẩm và đây lá rất là nhỏ. Đấy, nên là phải cần nhất cái khâu mà để làm cho bánh ngon thì phải lá càng nhỏ bao nhiêu thì bánh sẽ ngon bấy nhiêu. Mà nếu để to thì ăn bánh chán lắm. Đặc biệt là của lá của yên sở đấy là nó dày và trắng lá thì nó sẽ được cái những cái bột tơi như thế này. Còn nếu như mà nó không có cái lá nó không dày mà không già ấy, thì sẽ không được cái bột tơi như này thì bánh không ngon. Vậy tiếp sau đây thì mình sẽ làm gì hả chị? Thì ta đem máy. Đây là bánh gai đã được trộn lá, đường và mật trộn với nhau cho vào máy để ta len. Nhưng mà muốn mà để bánh ngon ấy thì ta phải làm trước một hôm. Mùa rét thì có thể làm trước độ 2-3 hôm cũng được. Nhưng mà mùa nắng này thì chỉ làm trước một hôm. Thì ta sẽ có thời gian để rồi ủ bánh và các cái lá và bột nó sẽ nhuần nhuyễn với nhau. Thì sau ta sẽ làm cho vào làm lại. Thì sẽ ngon, đấy là đảm bảo cho cái bánh nó được dẻo dai và để bánh được lâu. Thì ta phải ủ trước, thì hôm sau mới làm. Ủ thì là cái lá và cái gạo và cái đường sẽ nhuần nhuyễn, nó sẽ nhuyễn với nhau hơn. Đấy, thì nó sẽ ngấm với nhau, là nó kỹ là sau ăn nó không có cảm giác lá riêng và bột riêng, gạo riêng, đường riêng. Sau khi trộn xong mình nhìn như thế nào để mình biết là cái chất lượng vỏ bánh đã đạt? Thì đây là ta phải theo như là kinh nghiệm tay ta cầm, ta cảm định ở trong lòng ta đấy. Thì là chứ còn nhìn thì không thể biết được. Thì ta cầm ta trước lúc mà ta máy thì ta xem biết là cái bánh nó ở mức độ nào. Thì là ngon. Đấy. Thì đây như là bánh thế này thì là đạt tiêu chuẩn. Để mai ta ủ đến mai và mai ta sẽ đem vào làm lại thì mới đem ra làm. Đấy. Chị theo nghề của ông bà vậy thì chị mất bao nhiêu thời gian để có thể làm thành thạo rồi? Nói chung là chị đã từ nhỏ chị đã chứng kiến bà chị và bố mẹ chị làm. Đấy. Nên là thì gần như là lúc chị biết thì đã gia đình nhà chị đã làm bánh gai từ bé, từ lúc chị chưa ra đời cơ. Đấy. Thì bà chị đã làm rồi. Thế mà bây giờ chị đã 50 rồi. Sau khi mà mình làm vỏ xong thì bây giờ mình sẽ làm nhân đúng không ạ? Đây là khâu chuẩn bị nhân. Vâng. Thì đây là đậu rồi. Thì ta chọn đậu mộc không hồ. Thì ta đem ngâm độ khoảng 3 tiếng. Vâng. Thì bây giờ ta đem vo sạch để rồi vớt lên cho vào trong nồi để hấp. Chị ơi, nếu như mà mình không vo sạch cái nước đậu này thì có ảnh hưởng đến chất lượng của bánh không ạ? Nói chung là mình phải vo sạch sẽ, tráng đi tráng lại nhiều lần. Được. Thì cái đậu nó sẽ không bị thiu. Được. Và để được lâu hơn. Ta sẽ cho vào khay để rồi đem vào nồi hấp. Được. Hấp chín, hấp độ khoảng 2 tiếng. Cho dừa vào trộn, cho dừa, cho mứt bí và cho hạt sen. Nói chung là ta áng chừng thôi. Vâng. Chứ không phải là thịt và dầu ăn. Dầu ăn để làm gì? Dầu ăn để cho mềm cái nhân. Chị ơi, trong nhân của bánh gai thì có rất nhiều nguyên liệu. Vậy nguyên liệu thì sẽ có những tác dụng gì để tạo nên cái hương vị của bánh ạ? Ăn hạt sen thì nó sẽ có mùi thơm. Vâng. Của hạt sen. Và mứt bí thì lúc ăn thì cảm thấy nó sần sật, rất là ngon. Dừa nữa, nó có cái độ ngậy của dừa. Thì mình sẽ nắm thành những nắm thế này là rồi tí nữa ta cho vào cùi bánh kia để làm thành một cái bánh. Tám nữa là xong rồi. Đấy.
Thế ít lá thôi, xong mình gói làm sao cho nó vừa khuôn này. Gói lá chuối và chai khuôn như là như ngày Tết, hoặc là đi muốn gói để đi biếu khách thì ta sẽ gói lá xong rồi ta sẽ cho vào cái khuôn này và đồ hấp lên thì để rồi đem biếu khách cho đẹp. Và đây là nó sẽ vuông đúng không? Nó sẽ vuông bánh đấy. Đây là cái bánh đặc trưng riêng của Yên Sở. À, sau khi mình gói xong thì mình cho đi hấp nhật nhỉ? Đây là công đoạn hấp chín bánh. Vâng. Và ta sẽ cho vào đây. Mình sẽ hấp trong bao nhiêu phút ạ? Như nồi này là ta hấp 2 tiếng. Mỗi một mẻ như thế này thì chị sẽ hấp được khoảng bao nhiêu bánh? Mỗi một nồi này chị hấp được khoảng 1.000 mốt. Và hấp đậu lên nhân thể. Vâng. Vậy nhiệt độ để mình hấp thì mình sẽ để từ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Nhiệt độ thì thường thường ta để 110 độ. Dạ. Bởi vì cái này nó có hệ thống tự động, nếu như cao quá thì sẽ tự nồi nó ngắt và nó giảm bớt thì lúc nào ấy thì nó lại tự nâng nhiệt lên. Dạ vâng. Thì như ngày xưa mà các cụ không có nồi này thì các cụ sẽ luộc kiểu gì ạ? Họ đun bằng củi và rất là vất vả. Vâng. Nên bây giờ là có nồi này là nó các cái giòn này này là nó kín hết, nó hơi lúc nào ở trong nhiệt ở trong nồi nó cũng đều nhau. Đều. Trước kia ấy, mà không có nồi điện này thì các cụ và chị cũng thế thôi, cũng làm đun bằng củi. Vâng. Thì đun bằng củi là sẽ hay bị bông tách bông cháy, là vâng, không đảm bảo được cái độ rền của bánh. Thế bây giờ là có nồi điện này xếp theo thành khay này, thứ nhất là cái bánh nó không bị chồng lên nhau, nó méo, nó sẽ khay nào đi khay ý là nó rất là đẹp cái bánh. Vâng. Và nhiệt độ hơi ở trong nồi lúc nào nó cũng đủ và đều, không bị ra ngoài, thì đảm bảo cho cái bánh là hấp điện này là nó sẽ ráo cái bánh hơn. Vâng. Bánh sẽ để được lâu hơn, là bánh không bị ướt. Thế như các cụ ngày xưa hấp củi là hay bị ướt lắm. Dạ vâng. Đây là công đoạn hấp. Ta hấp trong độ khoảng 2 tiếng. Dạ. Thì sẽ được. Đây là bánh của nhà mình đã hấp chín. Và đợi bánh nó rất là khô, không bị đọng lá ở trên nước. Vì nếu đọng lá là nó sẽ đọng nước ở trên lá thì nó sẽ thâm. Và đây là bánh rất là khô, bóc ra nó sẽ có cái độ mềm và bóc ra thì bánh nó bóng bánh. Đấy. Như vậy là đạt chất lượng ngon. Đấy, bóc ra là bánh nó bóng bánh và dẻo dai. Khi ăn thì ta sẽ phải tước từng ít một lá đấy. Đấy, tước từng ít một thì là bánh nó không bị vỡ. Và cái bánh rất là bóng. Vâng. Chị Loan ơi, em được biết các sản phẩm của chị đã đạt chứng nhận OCOP của chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm. Vậy sau khi mà đạt được chứng nhận OCOP rồi thì đã mang lại những cái giá trị hiệu quả như thế nào đối với các sản phẩm của mình? Nói chung là sau khi đã đạt được OCOP thì bánh được mọi người khách hàng rất là tin tưởng. Và chị cũng cảm thấy như chạy tay hơn, bán sẽ được nhiều hơn. Và những người ở xa đến họ hay mua về để làm quà. Có khi là họ gửi cả đi nước ngoài nữa. Khi đi nước ngoài thì nói chung là cái bánh gai này là đặc trưng của nó đã để được rất là lâu. Đấy. Thì mọi người cũng chỉ là bình thường thôi, mình đóng gói bình thường chuyển đi thôi. Vâng. Bởi vì giờ thường là đi máy bay rất là nhanh. Vâng. Ngoài mang lại cái giá trị về kinh tế khi mà làm bánh ra thì còn mang lại những cái giá trị gì nữa ạ? Chị cũng cảm thấy là rất là sung sướng vì đã được mọi người biết đến cái sản phẩm bánh gai của gia đình chị và của Yên Sở nói chung và gia đình chị nói riêng. Nói chung là ngoài đem lại cái thu nhập cho gia đình thì chị cũng thấy rất là vui sướng khi mình đã bảo vệ được, mình đã giữ được cái làng nghề truyền thống mà đã bao đời nay của quê hương Yên Sở chị. Vâng. Vậy chị có dự định truyền lại nghề cho thế hệ sau không ạ? Nói chung là bây giờ thì còn trẻ thì các con chị muốn bươn trải ra ngoài xã hội. Thế nếu như mà sau này mà chị già đi chẳng hạn thì các cháu mà có nhu cầu về thì chị sẽ truyền lại cho các cháu tiếp quản cái nghề của quê hương. Vâng, xin cảm ơn chị Loan đã có những chia sẻ rất thú vị dành cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của chị Loan thì chúng ta đã hiểu được cách mà chị làm ra những chiếc bánh gai thơm ngon độc đáo. Và thời lượng của chương trình tới đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.